tôm, quá tôm luôn. Chuyền lục tung đúng chỗ đấy là đẹp rồi, cái chuyền rồi ông hỏi sút đấy, ông sút bằng vít ông nhảy lùi sang bên cạnh kia rồi ông sút rồi đấy. Đấy, đúng rồi, ông đứng đấy, ông sút cho tôi đấy. Ông cúi xuống. Đấy, đẹp rồi đấy. Ông sút đi. Nhanh hết cục pin đi đâu. Đâu có dài nhờ. Thế lay một con sút, mình đã để cho cái góc cong đấy là lồng mặt lồng. Hôm nay thủ đô nắng rát quá. Lạnh thì bắt đầu lạnh, mặc cáo bông thì bây giờ nó rét. Nắng toát cả mồ hôi mãi trời nhảy. Đâu cái kiểu khi chuẩn bị nhảy này thì ai lỡ nào mà tắt máy quay. Chuyển giá
Ghê thật. Cúi. Lần thì rồi đến lần đấy nha, không quay clip thì dính hàng, chán chả thèm quay.